Xin chào các bạn. Cái câu hỏi là tại sao người đàn ông lại cứ dính mắc vào một kẻ thứ ba nào đó, hoặc là không thể nào rời xa một người thứ ba nào đó, là một cái câu hỏi mà rất là nhiều những bà vợ quan tâm. Và có những người thứ ba cũng quan tâm đến cái việc này nữa, bởi vì đó chính là thế mạnh của người thứ ba trong việc giữ chân người đàn ông. Thế nên là cả hai đối tượng người đàn bà đều quan tâm đến cái đề tài này của tôi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 6 lý do để biết rằng tại sao một người đàn ông lại cứ dính mắc, cứ quay đi quay lại hoặc là tái diễn cái tật xấu của mình cho cái việc mà họ cứ bông đùa mãi bên một người thứ ba nào đó. Thì cái lý do thứ nhất á, nó chính là một cái điểm mà nhiều người vợ không muốn nghe, đó chính là chồng của bạn yêu thật lòng một kẻ thứ ba. Khi mà nói đến đây á, thì tôi lại quay lại cái video của tôi. Có một cái video mang tựa đề là ba kiểu người đàn ông ngoại tình. Thì cái trường hợp đàn ông yêu thật này á, nó đều xảy ra với ba đối tượng đó. Một người đàn ông lăng nhăng, có cái máu lăng nhăng, mãn tính, ngoại tình, cũng có thể có những phút giây yêu thật một người thứ ba nào đó. Và một cái dạng người đàn ông, có nghĩa là lúc này lúc khác bị cám dỗ sẽ ngoại tình khi mà có điều kiện, ví dụ như là vợ mang thai, hoặc là vợ đi công tác, hoặc một thời gian xa vắng vợ, hoặc vợ bị bệnh, hoặc là bị ai đó rủ rê đi massage rồi đi tay vịn rồi bất chợt yêu một người thứ ba nào đó. Và cái trường hợp đàn ông yêu thật này nó cũng xảy ra với một người đàn ông không bao giờ phản bội vợ, nhưng mà bỗng chốc bị sao động rồi yêu thật và dính vào một người đàn bà mang tên là người thứ ba. Cái lý do thứ hai đó chính là tâm lý tham lam của người đàn ông. Cái lý do thứ hai này thì nó lại phụ thuộc vào cái nhóm người đàn ông thứ nhất là ngoại tình mãn tính, hoặc là người đàn ông mang cái tính chất là tạm thời ngoại tình. Đấy, thì bản chất cái sự tham lam của người đàn ông là vẫn muốn thử, nếu vợ không biết có cái gì đâu, hàng cho không biết không, tặng không thì sử dụng thôi. Có mất gì đâu, cô ta cũng sướng mà tôi cũng vui, cả hai người đều vui, tôi không lừa cô ấy chấp nhận. Rồi tôi lại quay về với vợ. Đấy là cái chuyện hết sức bình thường của một người đàn ông. Và tôi, người đàn ông nó nghĩ rằng tôi đủ bản lĩnh, đủ khả năng để dẹp yên cái chuyện này, về nhà không có gây ra những cái sự phiền toái cho cái mối quan hệ của tôi với vợ tôi. Đây chỉ là cuộc vui, tôi có thể giải quyết được, và đây là cái chuyện đàn ông, vợ không nên nghe, không nên biết. Và cái lý do thứ ba mà người đàn ông dính mắc vào một người phụ nữ nào đó mà vợ cho rằng đó là người thứ ba của chồng mình. Lý do vì sao? Vì người thứ ba đó có những cái sở trường đặc biệt, có những cái thế mạnh. Tức là họ dùng tiền, quyền lực, tình dục để mà lôi kéo, hoặc là dùng lời nói, dùng tình cảm để mà lôi kéo, giữ chân người đàn ông ở lại. Và rất là nhiều người đàn ông đã vì dính mắc những cái vấn đề này mà đến với một người thứ ba, đặc biệt là những người đàn ông khi mà sống với vợ thiếu thốn về mặt tiền bạc, thiếu thốn về mặt tình dục, tình cảm lại không được nghe những cái câu mà muốn nghe. Tức là vợ mình là người đàn bà cọc cằn thô lỗ, chỉ có tay đấm chân bùn thôi, chỉ là người thô chứ không phải là người thanh, chưa bao giờ được nếm trải cái vị gọi là so sánh, thì người đàn ông sa ngã vào những vấn đề tiền, quyền, danh lợi, tình dục và rất là nhiều cái điều tốt đẹp hơn là ở với vợ. Đó, họ có sự so sánh nên là họ sẽ bị dính mắc vào một đối tượng người thứ ba nào đó. Cái lý do thứ tư mà người đàn ông ở mãi với một người thứ ba và không thoát được vòng tay của người thứ ba đó là gì? Sự hấp dẫn của người thứ ba. Có nghĩa là người thứ ba có những cái lợi thế, lợi điểm, ưu điểm, thế mạnh. Ví dụ như là người đàn ông đã có vợ đó, nghiện tình dục ở người phụ nữ trẻ đẹp này, cái sự hấp dẫn trong cái việc chăm sóc của người thứ ba cũng làm cho người đàn ông bị lay động. Bởi vì vợ không có chăm sóc chồng như vậy, ở với vợ thì có cái thói quen nhàm chán, còn đến với người thứ ba nó mới tinh, nên là người đàn ông có được những vấn đề này. Thế nên là người thứ ba vẫn có giá trị, vẫn có cái sự hấp dẫn để mà giữ chân được một người đàn ông, khiến cho người đàn ông đó không muốn bỏ người thứ ba và chẳng thể nào quay về với vợ một cách toàn vẹn được. Có về với vợ đi nữa thì cũng ngây ngây dại dại,
cứ nhớ đến người thứ ba mãi thôi, hồn một nơi xác một nơi, đó chính là lý do. Còn cái lý do thứ năm, tại sao mà một người đàn ông lại không thể quên được một người thứ ba, đó chính là người thứ ba có con với người đàn ông đó. Tuy nhiên vẫn có những người đàn ông khi có con rơi, con rớt ở bên ngoài, họ bỏ luôn đứa con đó, họ không quan tâm đến đứa con đó, họ không trợ giúp hai mẹ con gì hết, họ làm ngơ. Tức là cái việc mà sinh con là do cô muốn chứ tôi không có chọn. Cô muốn sinh con để ràng buộc tôi, thì cái việc cô sinh con đó chính là quyết định của cô. Còn cái việc của tôi là không có chọn lựa cô làm vợ, có thế thôi. Cô có con thì cô nuôi, còn đó không phải là con của tôi. Có những người suy nghĩ như thế. Thế nên là có một số người thứ ba rất là hận khi mà bị người đàn ông lường gạt, hoặc là họ tự chán ghét bản thân họ khi mà họ có một cái quyết định và có một bước đi sai lầm trong cái việc yêu một người đàn ông có vợ là như thế. Tuy nhiên vẫn có những người đàn ông họ có trách nhiệm với người phụ nữ có con cùng với họ. Chẳng những một con, hai con, mà thậm chí có những người thứ ba còn ba con với người đàn ông có vợ nữa kìa. Thì chính vì có những người phụ nữ như thế, chấp nhận mình sinh con với người đàn ông mà sinh con nhiều nữa kìa, chứ không phải sinh một con duy nhất đâu. Thế nên là người đàn ông bị dính cái trách nhiệm vào cái vấn đề như vậy. Thì khi mà thăm mẹ thì cũng thăm con, mà khi thăm con á, thì cũng thăm mẹ, thương con thì cũng thương mẹ. Đây chính là vấn đề người đàn ông bị dính mắc với một người thứ ba. Lý do thứ sáu, đó chính là một cái lý do trọng tâm nhất trong cái mối quan hệ vợ chồng, đó chính là không còn tình cảm với vợ, chưa từng yêu vợ và đã hết tình nghĩa với vợ. Vợ hành xử kém khiến cho chồng chán, và vợ hung tợn, vợ có quá nhiều cái hành vi xấu, vợ làm mất mặt chồng. Có nghĩa là người đàn ông đó khi nhìn thấy vợ là như kiểu bị dạng dị ứng, như là dạng đĩa gặp vôi, tức là người ta rất là dị ứng với cái kiểu người vợ đó, thấy người vợ đó là không vui rồi. Mặc dù người vợ đó rất là cố gắng chỉnh sửa, hoặc người vợ đó làm rất là nhiều điều để có thể giữ được gia đình của mình, nhưng người đàn ông tuyệt nhiên không muốn, vì họ không muốn quay lại với những cái sai lầm trước đây mình đã gặp phải. Và nếu có quay lại thì họ cũng nghĩ rằng cũng lại sẽ gặp những cái kiểu như thế, cái cách như thế và cái hành vi như thế. Thế nên là họ chán, họ không còn có cảm xúc, tức là cạn cảm xúc với đối tượng là vợ. Chính vì vậy mà họ toàn quyền yêu một người thứ ba. Có thể những người đàn ông không có chọn cái cách là ly hôn vợ đó, không rõ ràng trong cái mối quan hệ với người thứ ba, cho người thứ ba cái sự mong đợi rất là lớn trong cái việc là người đàn ông này không còn yêu vợ thì hãy ly hôn vợ đi. Nhưng mà có những người đàn ông họ không dám đối diện với cái việc chia tay. Họ không muốn họ là cái người bội tình, họ muốn vợ của họ là cái người tự ly hôn, hoặc là ly hôn trong êm đẹp, hoặc là ly hôn không có thù hận. Thì người đàn ông này sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cái việc mà họ có một nhân tình. Họ vẫn cho rằng họ bỏ vợ là sai, họ sẽ chấp nhận khi mà vợ họ bỏ họ, và họ rất là mong vợ của họ tự nộp đơn, đơn phương ly hôn cũng được, hoặc là vợ của họ là nguyên đơn thì họ sẵn sàng gật đầu, nhưng mà họ lại không phải là cái người chủ động đi nộp đơn. Tuy nhiên vẫn có những người đàn ông muốn kết thúc cuộc hôn nhân của mình cho rõ ràng, bởi vì không thể nào cứ nhập nhằng mãi được. Và có những người đàn ông, người ta có cách giải quyết của một người đàn ông rõ ràng, đó chính là chấm dứt chuyện này, bước đến một chuyện khác, bước vào ngôi nhà này, đóng cửa lại, rồi làm những cái chuyện sau đó. Chứ họ không có nửa vời, tức là vừa có vợ vừa có nhân tình, không còn yêu vợ nhưng mà cũng chẳng thể đến được với nhân tình. Có những người đàn ông vẫn ở nước đôi, nhưng mà có những người đàn ông họ lại rất rõ ràng trong quyết định của bản thân. Thì tùy theo cái tính cách của người đàn ông đó, tùy theo cái vấn đề tình cảm của người đàn ông đó với vợ, mà người đàn ông đó sẽ chọn cái cách như thế nào. Tuy nhiên vẫn có những người đàn ông sa ngã vào một mối quan hệ không có thật, tức là họ chưa sống thật với người thứ ba, họ đã ảo tưởng về người thứ ba, họ nghĩ rằng họ đến với người thứ ba tốt hơn, nhưng mà cuối cùng họ vẫn không tự tin là họ sẽ hạnh phúc hơn khi với người thứ ba. Nhưng mà cái vấn đề chán vợ là có tình cảm thì cũng hết với vợ rồi, nhưng mà không chắc chắn là đến với người thứ ba sẽ được hạnh phúc hơn. Thế nên là họ chưa có chọn cái cách là rõ ràng về mặt pháp lý với vợ của mình. Sống tình yêu Jimmy chia sẻ với các bạn 6 lý do về cái vấn đề là người đàn ông tại sao cứ dính mắc mãi vào một người thứ ba như vậy. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.